cùng anh chị em và ở cùng cha. Tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Ma-thêu. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: anh em nghĩ sao? Ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc, lại không để 99 con kia trên núi mà đi tìm con chiên lạc sao? Và nếu may mà tìm được thì thầy bảo thật anh em, người ấy vui mừng vì con chiên đó hơn là vì 99 con không bị lạc. Cũng vậy, cha của anh em đấng ngự trên trời không muốn cho một ai trong những kẻ bé mọn này phải hư mất. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Kính thưa quý cụ, quý ông bà cùng tất cả anh chị em, cùng với tất cả lòng yêu mến Đức Mẹ Maria, đặc biệt là Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội, nên chúng ta có thêm một thánh lễ vọng chiều hôm nay để cầu khấn với mẹ của chúng ta. Còn có ba cái ý để chia sẻ trong thánh lễ chiều hôm nay. Ý thứ nhất, khi Đức Giêsu phục sinh hiện ra với các môn đệ, và điều mà Chúa muốn hỏi các môn đệ, đặc biệt là ông Phêrô, Chúa hỏi cái gì? Này anh Phêrô, anh có yêu mến thầy không? Điều mà Chúa muốn. Chính vì thế mà con cũng học nơi Chúa Giêsu, học nơi Thánh Phêrô bổn mạng cái tâm tình này. Con hay đặt câu hỏi với chính mình là mình có yêu Chúa không? Và đặc biệt ngày hôm nay thì từ hôm qua đến nay con cũng cứ hay hỏi mình có yêu mến Đức Mẹ không? Kính thưa cộng đoàn, thì nói chung thì con cũng hay đọc Kinh Mân Côi sáng tối. Trong những lúc mà khó ngủ thì con cũng cứ lần chuỗi Mân Côi. Và đã có những lúc con cũng nghĩ là mình cũng là một linh mục yêu mến Đức Mẹ. Cũng đã có lúc con nghĩ như thế. Thế nhưng mà đặc biệt trong những ngày này đó, với việc dâng một nhà nguyện cho Đức Mẹ, thì con mới thấy rằng là nơi người giáo dân còn nhiều người yêu mến Đức Mẹ hơn chúng ta nhiều lắm, hơn con á. Chiều hôm nay thì có một anh thanh niên, anh gọi bảo: cha ơi, mẹ con đang cấp cứu ở bệnh viện này đấy. Kêu là mẹ con đang bị cấp cứu. Bảo mẹ con cấp cứu ở đâu? Bảo ở bệnh viện đó. Ở thế con đang ở với mẹ con hay sao? Bảo con đang ở ngân hàng. Bảo sao con lại ở đấy? Bảo là mẹ con nói rằng là gửi cho cha 100 để cha mua hoa dâng cho Đức Mẹ ngày mai. Mặc dù là cấp cứu thở không nổi, bị Covid thở không nổi đấy, mà vẫn dặn con mình là mua hoa dâng cho Đức Mẹ. Nhiều khi chiều hôm nay con nghe cái cú điện thoại xong con xét mình. Nói thật sự với ông bà anh chị em, chứ con hình như là cũng chưa có cắm hoa dâng cho Đức Mẹ. Có các sơ làm, nhưng mà thôi thì mình, con nghĩ là cũng phải có những cái tâm tình. Rồi có một chị thì sáng nay chị gọi, chị nói: cha ơi, con đang ở trong cái khu cách ly. Bảo con ở được lâu chưa? Bảo con ở được 10 ngày rồi. Bảo mấy chắc sắp về rồi. Bảo nhưng mà cha ơi, con lo lắm. Bảo là sao? Bảo hôm nay là ngày cuối cùng mà cha nhận quà của Đức Mẹ, mà con ở trong khu cách ly, con không gửi được, cha chờ con 2 ngày nữa được không? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, đấy là những cái tâm tình yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ. Có một chị nói: cha, con không có đọc kinh chung vào 7:30 tối được, nhà con buôn bán về đó, mà con dọn dẹp xong 11:00 mấy con mới đọc kinh Mân Côi. Kính thưa cộng đoàn, thì đấy là một vài cái tâm tình mà con thấy được trong những ngày này. Thì con thấy rằng là nơi người Công giáo Việt Nam và nơi người giáo dân yêu mến Đức Mẹ chân thành, yêu mến Đức Mẹ chân thành rất là hay. Và con thấy mình thật sự là cũng có thể là con có đọc kinh Mân Côi, có thể con có dâng lễ Đức Mẹ, nhưng mà cái tình cảm, cái cảm xúc, cái tình cảm thì có lẽ nó cũng chưa được rào rạt, hay là nó thật, nó chân thật như là ông bà anh chị em. Sáng nay mới dâng lễ sáng xong, có cái chị đi lượm ve chai ấy. Thế thì không phải đi lượm ve chai nữa, nói chung chị bị tật, chị ngồi trên cái xe lăn đó, thì cũng hay giúp chị lắm. Giúp, nói chung chị đâu có làm được cái gì đâu. Thế chị cũng đưa cái bao thư, chị bảo: con dâng hoa Đức Mẹ. Bảo: trời ơi, cũng có tiền nữa hả? Đây là thông tin thứ nhất con cảm nhận được trong những ngày này. Thì con cũng học nơi ông bà và anh chị em, xin cho mình yêu mến Đức Mẹ, mà yêu mến một cách đơn sơ, chân tình, và nó có tình cảm, nó có cảm xúc rất là gần gũi, như là một người mẹ đang sống trong cuộc đời của mình. Chắc Đức Mẹ đứng đây, Đức Mẹ cũng nghe. Xin Đức Mẹ cũng ban cho con
yêu mến Đức Mẹ nhiều hơn. Rồi, đây là tâm tình thứ nhất. Rồi, tâm tình thứ hai, hôm nay chúng ta mừng lễ vọng Đức Mẹ Maria với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Đức Mẹ có bốn đặc ân lớn này. Thứ nhất, Đức Mẹ là Mẹ Thiên Chúa. Rất là. Thứ hai, Đức Mẹ trọn đời đồng trinh, tức là Đức Mẹ thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Và đặc ân thứ ba là Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Đây là một đặc ân mà cao cả. Chúa ban cho Đức Mẹ như là nhập lễ mình nói lạy Chúa. Chúa đã yêu loài người chúng con qua việc đã gìn giữ Đức Mẹ khỏi tội tổ tông, để Mẹ trở thành Mẹ của ngôi hai Thiên Chúa. Qua cái điều này cũng để cho chúng ta thấy rằng Thiên Chúa yêu chúng ta, và việc chúng ta thoát vòng tội lỗi là điều Chúa muốn và Chúa sẽ làm, như Chúa đã làm cho Đức Mẹ. Và đặc ân nữa, chúng ta được mừng lễ vào ngày 15 tháng 8, Đức Mẹ Maria hồn xác lên trời. Kính thưa cộng đoàn, mỗi khi nhìn lên Đức Mẹ, như là đầu lễ có nói, giáo sư chúng con có một đài Đức Mẹ vô nhiễm, và mỗi một tháng con cũng xin dâng lễ ở đây một lần, chỉ với một cái ý, xin Mẹ cầu cùng Chúa tha tội cho chúng con. Xin Mẹ ban ơn cầu cùng Chúa ban ơn sám hối cho chúng con, cho chúng con thoát vòng tội lỗi. Chúng ta vẫn hát, vẫn đọc kinh tối đấy. Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Ngài xiết bao thánh thiện, này chúng con chạy đến tìm nương ẩn nơi Mẹ, lúc xa vòng giãn khổ khi gặp cảnh thăng trầm. Xin Mẹ thương cứu con thoát vòng tội lỗi. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta khổ là vì tội. Chúng ta nhớ lại khi ông Adam và bà Eva phạm tội ăn trái cấm rồi đó, thì Chúa đã nói là vì ngươi đã phạm tội, đã không nghe lời, nên không còn được ở trong vườn địa đàng nữa, các ngươi sẽ phải đau khổ. Chúa Giêsu mang lấy tội con người đến, Chúa Giêsu mới vác thập giá là như vậy. Chính vì thế Mẹ Maria được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, khơi gợi trong lòng chúng ta một khao khát thánh thiện, sống thánh thiện, sống thánh thiện. Nhất là các con thiếu nhi nhé, xin cho bố mẹ chúng con cũng dạy cho chúng con rằng là con ơi, làm người thì phải sống thánh thiện. Chứ còn cái chuyện giỏi giang này thì Chúa ban cho mỗi người mỗi khả năng. Nhưng sự thánh thiện thì tất cả mọi người đều phải vươn tới. Và chỉ những ai sống thánh thiện, người ấy mới hạnh phúc. Chẳng ai mang tội mà hạnh phúc bao giờ cả. Đây là tâm tình thứ hai. Mừng lễ Đức Mẹ Maria vô nhiễm nguyên tội cho chúng con khao khát đời sống thánh thiện, và xin Mẹ cũng cầu cùng Chúa tha tội, giúp cho chúng ta tránh xa tội lỗi, hay là cố gắng vượt khỏi, tức là chiến thắng, chiến đấu và chiến thắng với tội lỗi của mình. Đấy là tâm tình thứ hai dành cho Đức Mẹ với đặc ân vô nhiễm nguyên tội. Rồi, tâm tình thứ ba là tâm tình lời Chúa ngày hôm nay. Chúa Giêsu nói là bây giờ tôi hỏi các ông các bà này, có ai có 100 con chiên mà có một con đi lạc lại để 99 con kia ở lại đi tìm cho kỳ được con chiên lạc này không? Chúa nói như vậy, tức là Chúa nói là đấy là Chúa đấy. Chúa là như vậy. Vì thế nếu ai đó bảo con á, con tội nhiều lắm cha, nên là con nghĩ chắc Chúa không tha cho con đâu. Nói như vậy là Chúa buồn lắm, đúng không? Một con chiên lạc của Chúa còn phải tìm cho kỳ được. Mà khi tìm thấy rồi Chúa còn vui mừng. Nếu như trong gia đình của chúng ta phạm tội, chúng ta về sợ bố mẹ quấn, đánh chúng ta, đúng không? Nhưng mà nếu mà mình là Chúa mà mình phạm tội, mà Chúa gặp chúng ta thì sao? Chúa vui. Mà Chúa còn đưa vác chúng ta về. Thế trong bài tin mừng này cho chúng ta thấy một con chiên đi lạc. Mà cái con chiên đi lạc thì nó thật sự nó đâu có đi đường chính nẻo ngay đâu. Cái con đi lạc là nó đi bụi, đi bờ, đi này đi kia. Vậy thì câu hỏi được đặt ra này, để đưa con chiên lạc về cái khó khăn là gì? Để đưa một con chiên lạc về cái khó khăn đó là cái gì? Hỏi thầy Huy đi, thầy Huy đại diện trả lời cho nhanh. Vậy thì bây giờ cha hỏi con nè, để đưa một cái con chiên mà nó tự động nó đi chui, đi bờ, đi bụi, đi lạc, đi thế này thế khác ấy, đưa nó về là rất là khó. Và cái khó này là cái khó nhất là cái gì? Thưa cha, là con chiên đấy không chịu về. À, chính xác. Không ngờ thầy Huy lại trả lời đúng ý của người đang nói đây. Tức là cái khó không phải là mình không biết tìm nó ở đâu,
ở đâu rồi cũng tìm ra thôi. Giống như các bậc làm cha mẹ, con cái mình nó bài bạc, nó bỏ nhà, nó trốn đi, ở đâu mình cũng tìm được. Nhưng cái khổ nhất là tìm thấy nó rồi, nó không chịu về. Nó không chịu về. Đấy là cái khổ nhất. Nhiều khi nó ở ngay trước mặt mình ấy, mà nó không chịu. Bố mẹ tới giờ đọc kinh, bảo nó đọc kinh, nó không đọc. Đấy là cái khổ. Cái khổ khi mà cái con chiến lạc nó không chịu về. Tại sao nó không chịu về? Cái gì ngăn cản để nó không chịu về? Hỏi tiếp. Cái gì làm cho cái con chiến lạc nó không chịu về? Hay là có một cái bức tường, có một cái gì nó ngăn cản không để cho nó về? Thưa cha, là con nghĩ là tội lỗi. À, chính xác. Tội. Đấy. Chúng ta thấy tội nó kinh khủng không? Nhiều khi nó thật sự có những lúc muốn về mà không vượt qua để mà về được. Tội nó như một cái hố sâu. Thế dù nó kinh khủng lắm. Suy nghĩ về tội chúng ta thấy tội nó kinh khủng. Nếu như chết là kinh khủng thì tội đấy. Cái hậu quả của tội lỗi là cái chết. Nếu mà anh chị em thấy cái chết nó kinh khủng như thế nào thì tội nó như vậy. Chính vì thế mà chỉ khi chúng ta thấy tội nó tàn phá con người, tàn phá lương tâm, thì chúng ta sẽ yêu mến Đức Mẹ, yêu mến Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội nhiều.